trong thị xã này. Bây giờ sắp sửa lên cái cầu thần đạo là cầu chánh của thị xã Long Kiến đó. Nhà máy thì dùng là qua cái cầu phải quẹo phải liền tới liền. Nè biển nè, còn bên này là trong đó, còn bên này là trong nội thành đó nghe rồi sống biển muốn có đi nè. Nghe đậu vô hết trơn chiều chiều quá, con ra bờ kè này nè. Nêu sạo phến à, đúng rồi, chiều nay dẫn đi ăn nêu sạo phến. Đó ở đây là chúng ta gặp nhậu con ơi. Rồi nhà máy dùng đây nè, tiền lội ra đó cũng giống như ở nhà mà bước ra bên kia đường vậy.